Thử thách mới cho các cặp chơi tuần này như sau: hai người cùng nhau sử dụng một sợi dây cước và dùng dây cước luồn qua khuy của cái lon. Hai đầu còn lại của dây cước, mỗi người sẽ dùng miệng giữ một đầu dây, sau đó cùng nhau di chuyển hình zigzag về phía đích và đặt lon vào bục quy định của chương trình. Trong quá trình di chuyển, không được bỏ qua bất cứ chướng ngại vật nào và không được dùng tay giữ lon. Kết thúc một phút, cặp song sinh nào có nhiều lon hơn và không phạm quy sẽ giành chiến thắng, tích lũy cho đội mình 30 điểm tuyệt đối. Cặp thua không có điểm. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần của mình để đón chờ xem vòng thi đấu thứ hai, chính là thử tài thách trí. Hai đội chơi sẽ vượt qua thử thách ra sao? Và Trà Ngọc, bạn sẽ giám sát quá trình thi đấu của đội nữ. Đội nữ. Dạ. Hoàng sẽ giám sát đội bên đội nam. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên em ơi. Đúng rồi, chính xác. Hợp lý quá, đi hình zigzag. Hay quá, hai anh em rất đoàn kết. Hãy cẩn thận. Coi chừng ngã nha. Đi hình zigzag. Chỉ cần ngã những cái chướng ngại vật đó xuống là chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu. Nào, tiếp tục nào. Trời ơi, lên. Hai bé nó chuyên Sông nghiệp kim quá. Cái lon thật là chính xác nha. Trời ơi, cái chân dẻo quá mấy đứa ơi. Sông này đi học kim vũ nè. Phải đi đúng luật nha các bạn. Trời, như nhảy vậy ha. Tuyệt vời. Rất tốt. Nào, tiếp tục nào. Giữ vững phong độ nha. Ok, trời ơi, giỏi quá. Hai chị em giỏi quá. Hay quá anh em ơi. Hai anh em cố gắng lên nào. Hai anh em cố gắng lên nào. Ê, trời ơi. Thật không đáng được. Tiếc đã một chiếc lon rơi xuống rồi. Lập tức quay trở về nào. Không được sử dụng chiếc lon đó nữa. Cố gắng lên. Nhanh lên em, nhanh lên. Để mình rớt một cái. Rất tốt, nào. Rất tốt. Câu được chiếc lon lên rồi. Tổ lên, tổ quan lên trọng nào. Là mình phải cẩn giữ thận nha, vững. Cẩn thận khúc cuối. Mình còn một bước nữa thôi, rớt là tiếc lắm á. Trời ơi, thật là nhường nhuyễn với hai đứa. Khéo quá hai đứa ơi. Hãy lưu ý rằng những bước đi của bạn phải thật là hợp lệ nha. Phải đi theo đúng hình zigzag. Dẻo quá chứ. Rõ ràng là hai cô gái này với lợi thế là ngoại hình nhỏ bé thì dễ dàng đi theo hình zigzag. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nha. Dạ. Đầu tiên là phần dùng dây cước có thể xỏ qua cái lon này thì các bạn ấy có phạm luật là chạm tay hay không? Dạ không. Đường đi zigzag của các bạn như sao nè? Rất là chuẩn. Đi rất như chuẩn. Nhảy như múa luôn em thật sự. Như vậy bốn chiếc lon nó nằm đó đã hợp lệ với khung thời gian là 1 phút 30 giây chưa? Chiếc lon cuối cùng đã được đặt xuống nhưng mà ngay cái thời điểm đó là em đã được báo là hết giờ rồi hết cho nên là rồi. Cái chiếc lon đó sẽ không được tính. Em tính là 3 chiếc lon hợp lệ cho hai gái đẹp. À. Như vậy là chúc mừng các bạn với 3 chiếc lon hợp lệ nha. Bây giờ Hoàng Đáp sẽ phân tích quá trình thi đấu của hai bạn Lâm Lý Hiền và Lâm Lý Hậu. Hai bạn hoàn toàn hợp lệ khi không chạm tay vào lon hay là sợi dây cước. Và bên cạnh đó, trong quá trình đi của các bạn thì đã có 2 lần, đó chính là lần thứ nhất và lần thứ tư, đã có một bạn không đi theo hình zigzag ở cái chướng ngại vật cuối cùng. Chỉ có mới có một người vừa qua, còn bạn đó lại đi vòng ngược lại, là đi thẳng từ cái điểm thứ hai cho đến cái điểm thứ nhất luôn. Mà 2 lần như vậy chắc là gấp quá. Ôi uổng quá. Nên chúng tôi quyết định đã có 2 cái lon không hợp lệ, đồng nghĩa với việc chỉ có 2 lon hợp lệ dành cho các bạn mà thôi. Và 30 điểm đã thuộc về hai bạn, đó chính là Hồng Ngọc và Thu Phượng. Chúc mừng các bạn. Mình đàn ông mà mình vẫn chúc mừng hai bạn luôn. Vẫn còn cơ hội để cho các bạn có thể bứt phá lên, bởi vì vòng thi đấu cuối cùng sẽ tạo điều kiện cho hai anh em có được 50 điểm nếu như mình tạo ấn tượng cho nghệ sĩ khách mời là Trà Ngọc. Hiền và Hậu ơi, các bạn có nhớ là cái phần thi trước đây của mình là phần thi tài năng gì không? Dạ, phần thi tài năng hát với nhảy ạ. Hát với nhảy luôn. Còn vòng này, các bạn có quyết tâm thay đổi tiết mục gì hay không? Hay vẫn giữ đúng sở trường đó? Em vẫn giữ đúng cái sở trường đó mà em làm cho nó hoành tráng hơn. Wow. Làm hoành tráng hơn. Mấy lần trước là không có vũ đoàn, nay kêu cho mấy người vũ đoàn vô. Em mà làm tốt nha, bên đây ảo thuật gia Trà Ngọc đang chờ đợi các bạn đấy. Đã đi theo chị làm ảo thuật luôn. Cố gắng lên nhé. Còn bên đây hai bạn nữ rất là đẹp gái. Em nghĩ là đẹp gái như vậy thì ủa mà mấy tuần trước tụi em làm cái gì? Tuần trước thì tụi em hát thôi ạ. Hát. Tuần trước hát. Và bây giờ hãy sẵn sàng, bởi vì Trà Ngọc là một diễn viên đã có kinh nghiệm trong nghề rồi. Hãy thật cố gắng trong cái phần thi này để làm sao có được 50 điểm đến từ sự quyết định của cô ấy. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thi tài năng song sinh.